đề 1, thực chiến đề lý. Một sóng dọc truyền theo chiều dương trục UX có tần số là bằng 15 Hz, biên độ bằng 4, tốc độ truyền sóng là 12. Hai vật tử BC trên trục UX có vị trí cân bằng cách nhau 40 cm, khoảng cách cắn nhất giữa hai vật tử B và C khi có sóng truyền qua là. Thì ta có độ lệch pha giữa B và C, delta phi, nó bằng gì nhỉ? 2πd trên lambda đúng không? Hay nó chính bằng 2πdF trên V. Thay số vào ta sẽ tính là delta phi này bằng pi. Được chưa? Rồi thì ở đây các em nhìn độ lệch pha là pi thì cũng nghĩ đến 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 điều gì nhỉ? Các em nghĩ ngay đến B và C ngược pha đúng không? Mà hai cái phần tử này đang có sóng dọc truyền qua, thế nên tại B và C các phần tử nước sẽ dao động dọc theo phương truyền sóng như này. Được chưa? Thì khoảng cách cắn nhất của nó gọi là d min, nó sẽ bằng gì nhỉ? Ngắn nhất khi mà cái vật B này ở biên dương còn cái này ở biên âm đúng không? D min sẽ bằng d trừ 2a, hay nó bằng 40 trừ đi 2 nhân 4 bằng 32 cm. Nên ta chọn đáp án B. Trong hiện tượng nó giao thoa sóng dừng hai đầu dây cố định, khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí cân bằng trên dây có cùng biên độ là 4 mm, có cùng biên độ 4 mm là 130, và khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí cân bằng trên dây có dao động ngược pha và cùng biên độ 4 mm là 110. Tìm biên độ sóng dừng tại bụng. Thì các em nhìn này, hai khoảng cách này nó khác nhau đúng không? Vậy thì cái khoảng cách trên bên trên này nó sẽ là khoảng cách giữa hai cái điểm này nó sẽ cùng pha nhau. Vì thế số mũi sóng sẽ là số lẻ, đúng chưa? Rồi, bây giờ anh sẽ vẽ hình nhá. Thì tại vì anh chưa biết số mũi sóng nên anh sẽ coi nó tạm thời bằng 3 hoặc 5 gì đấy, anh sẽ vẽ bằng 5. Đây, đây đi. 4 đúng không? Thì giả sử nó như này thì biên độ 4 nó là đây. Thì cái điểm xa cùng pha ngược pha mà xa nhất thì nó nằm ở đây 4. Và nó xa nhất nằm ở đây 4. Thì cái khoảng anh gọi hai cái điểm, anh gọi cái điểm đầu tiên là M, cái điểm xa nhất là P, và cái điểm ở giữa nó là N. Thì cái khoảng này từ đây anh gọi là 0, thì cái này nó bằng bao nhiêu nhỉ? Chiều dương đây thì cái này là 110 và đây là 130. Được chưa? Thì các em nhìn trên hình này thì mình sẽ nhìn thấy ngay nhá, hai cái này đang dao động ngược pha đúng không? Và nó cách này, đây nó kiểu gì ở đây nó cũng còn một cái điểm dao động 4 nữa. Hai cái này ngược pha cùng biên độ, thế nên ta có biên ngay NB. Nó bằng lambda trên 2. Ta suy ra được lambda bằng 40. Đơn giản không? Rồi. Mà ta có MP thì bằng 130 hay là bằng 3 nhân 40 cộng 10. 40 là bước sóng đúng không? Thì 3 bước sóng cộng với 10. Được chưa? Thì mà ta có này, M và B là hai điểm dao động với cùng biên độ. Vì thế nó sẽ cái khoảng cách từ M đến mũi sóng gần nhất, à đến bụng sóng gần nhất, nó sẽ bằng khoảng cách từ P đến bụng sóng gần nhất, đúng chưa? Mà khoảng cách hai cái bụng sóng này nó là số chẵn, à số nguyên là bước sóng. Tại vì nó đang cái số tại vì cái số bụng nó đang à số mũi nó đang số lẻ như anh vừa nói đúng không? Thì ở đây nó cho nguyên là bước sóng cộng với 10. Thì ta suy ra nhanh, P cách cách bụng một khoảng, D bằng 5 cm đúng không? Ta sẽ chia đôi cái 10 này ra thành hai cái phần dành cho khoảng cách từ M đến bụng sóng gần nhất và từ P đến bụng sóng gần nhất. Thì cái D này nó chính bằng
lambda trên 8 đúng không? Thì từ đây tôi suy nhanh. AB có nghĩa là biên độ tại P ấy, nó bằng A bụng trên căn 2. Cái này bằng 4 này. Như để cho, được chưa? Rồi ta suy ra biên độ A tại bụng nó sẽ là 4 căn 2. 2 xấp xỉ 5,7 mm. Ta sẽ chọn đáp án D. Thì bài này các em chỉ cần đó là xác định cho anh bước sóng rồi biện luận khoảng cách từ P đến bụng hay là từ M đến bụng là sẽ ra được cái đáp án của bài này. Khảo sát thực nghiệm của một máy biến áp có cuộn sơ cấp A và cuộn sơ cấp B, thì người ta cho cuộn A được nối vào mạch điện xoay chiều với điện áp không đổi, thì cuộn B thì sẽ gồm các cuộn dây cuốn cùng chiều với số điểm trên B được nối ra các chốt M, N, P và Q. Thì người ta bắt các em xác định số chỉ của môn kế có giá trị nhỏ nhất khi K ở chốt khóa nào. Thì ta có này, anh số chỉ của môn kế mình sẽ gọi là U đi, được chưa? Nó sẽ bằng N của B, có nghĩa là số vòng dây từng nút cuốn được nối ra, trên NA có nghĩa là số vòng dây của cuộn A nhân với UA anh ở đây có nghĩa là hiệu điện thế hai đầu của cuộn A, được chưa? Thì ta có này, số chỉ của môn kế càng nhỏ khi mà số cuộn dây được nối ra ngoài càng nhỏ, được chưa? Vì vậy ta cho đáp án gì nhỉ? Ta suy ra ngay đáp án B đúng không? Thì bài này người ta cho các em đó là điện điện áp ở hai đầu tụ điện, cho điện dung của tụ điện và ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150V thì cường độ dòng điện là 4A. Thì người ta bắt các em xác định biểu thức cường độ dòng điện trong mạch. Thì với bài này, đầu tiên ta sẽ tìm ZC. Dung kháng ZC sẽ bằng 1 trên omega C. Nó bằng gì nhỉ? 1 trên 100 pi nhân với 2 nhân 10 mũ trừ 4 trên pi. Cái này nó ra bằng 50 ohm đúng không? Được chưa? Rồi, tiếp theo ta lại có này. Thì nhớ cho anh nhá. Điện áp giữa hai đầu tụ điện nó luôn chậm pha hơn cường độ dòng điện trong mạch là pi trên 2. Vì thế ta có phi y trừ phi u bằng pi trên 2. Được chưa? Điều này tương đương với gì? U trên u không bình phương cộng y trên y không bình phương bằng 1. Được chưa? Mà ta lại có u không thì nó bằng y không nhân ZC. Vì trong mạch chỉ có tụ điện thôi mà, đúng không? Thì nó bằng 50 y không. Được chưa? Bây giờ ta thay cái u không bằng 50 y không này, thay u bằng 150 và y bằng 4. Thì ta sẽ có 150 trên 50 y không bình phương cộng với gì nhỉ? Y bằng 4 trên y không bình phương bằng 1. Từ đây ta suy ra y bằng 5, y không bằng 5, được chưa? Rồi, tiếp theo này. Ta lại có phi y thì bằng phi u cộng bi trên 2. Được chưa? Thì từ đây ta sẽ suy ra nhanh, đó là phi y nó bằng bi trên 6. Được chưa? Mà ta có này, y đang biến thiên điều hòa với biên độ là 5 và pha ban đầu là bi trên 6, được chưa? Thì từ đó ta cho đáp án B đúng không? Thì ở đây người ta cho từ thông qua một vòng dây dẫn là phi bằng 2 nhân 10 mũ trừ 2 trên pi cốt của 100 pi t nhân với cộng với pi trên 4. Thì người ta bắt các em xác định biểu thức cường độ của biểu thức của số điện cảm ứng. Thì ta có này, E, nhớ cho anh nhá, E số điện cảm ứng ấy thì nó bằng phi trừ phi phải, có nghĩa là trừ đạo hàm của phi, được chưa? Thì ở đây nó bằng gì nhỉ? Trừ 2 nhân 10 mũ trừ 2 trên pi cos của 100 pi t
cộng bi trên 4. Được chưa? Này, đó cái này đạo hàm. Thì này, đạo hàm cái này bằng gì nhỉ? Bằng 2 trừ 2 nhân 10 mũ trừ 2 trên pi nhân với 100 pi. Cos đạo hàm bằng gì? Trừ sin đúng không? Trừ sin của 100 pi t cộng pi trên 4. Được chưa? Mà trừ với trừ thành cộng thì cái này nó sẽ ra là gì? 2 sin 100 pi t này cộng pi trên 4. Chọn ngay đáp án B đúng không? Rồi. Thì cái phần này được ghi trong quyển công phá lý 3. Các em nhớ tìm đọc nhé. Chúc các em học tốt.